đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Những hình ảnh chụp lén gây xôn xao của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh luôn là tâm điểm chú ý dù xuất hiện ở bất kỳ đâu. Hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, Ngọc Trinh luôn chú trọng hình ảnh của bản thân mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Ngoài thường xuyên mặc những bộ đồ nổi bật, khoe khéo được vẻ gợi cảm, Ngọc Trinh còn kỹ lưỡng trong việc sử dụng phụ kiện cũng như trang điểm để kiểu tóc. Ở cuộc sống đời thường, Ngọc Trinh thích sử dụng những món đồ hàng hiệu đắt đỏ để thể hiện đẳng cấp và liên tục cập nhật những khoảnh khắc sang chảnh lên mạng xã hội. Chính vì được rất nhiều người quan tâm nên người đẹp nội y không tránh khỏi những lần bị chụp lén và trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Thời điểm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thời trang, Ngọc Trinh bị phát hiện ăn mặc bình dân, đeo khẩu trang và đi lựa chọn đồ ở một chợ hàng phát tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ngay sau đó, cô lên tiếng đáp trả rằng đi cùng chị gái và không may bị chụp hình lén. Một lần đi sự kiện và vô tư chụp hình cùng người hâm mộ, Ngọc Trinh trở thành đề tài bàn luận của cộng đồng mạng với bức hình có vóc dáng gầy gò, làn da tối màu. So sánh ảnh đã được Photoshop, nhiều người đánh giá hai khoảnh khắc là một trời một vực. Song cũng có những ý kiến bên vực Ngọc Trinh cho rằng ánh sáng và góc chụp nên người đẹp gốc Trà Vinh kém tươi tắn. Năm 2018, Ngọc Trinh cũng khổ sở khi ngồi ghế VIP trên máy bay, được một hành khách chụp lén hình và đưa ra bình luận rằng không có nhan sắc, nước da nổi bật như tưởng tượng. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không mấy bận tâm vì hình ảnh được chụp ở không gian hẹp, thậm chí không được sử dụng điện thoại, máy quay trong nhiều thời điểm. Với bức hình chụp khi bước sang đường, vóc dáng của Ngọc Trinh không quá sexy như trong những bộ hình cô chia sẻ với truyền thông. Vẻ mặt nhăn nhó của Ngọc Trinh khi không biết máy ảnh đang hướng về mình. Khoảnh khắc Ngọc Trinh nấu nướng ngồi ăn với dáng thoải mái được người thân chụp lại. Và cả những lúc nghỉ ngơi ăn uống ngay trên phim trường.